Từ khi mà thực hiện cái lòng biết ơn thì tự nhiên con ở nhà, hai đứa con rất là ngoan, nó ngoan ơi là ngoan, mà nó nghe lời mẹ vô cùng luôn, cảm thấy nó respect mình, nó rất là tôn trọng mình. Và chồng cũng vậy, chồng hả, làm việc cho mình giống như là người ở vậy đó. Trời đất ơi, vừa vừa đi làm sáng là 6 giờ đã bắt mắt dậy đi làm, tối rồi về trễ và phải nấu ăn cho mình ăn nữa. Rồi, xin mời chị Kim Hello, chào cô Phụng và chào tất cả mọi người trong lớp học của mình ngày hôm nay. Bây giờ ở bên Mỹ là 8 giờ 45 phút tối cô Phụng à. Hạnh. Dạ. À, 8 giờ 45 phút, dạ. À, tại bên này nó mới đổi giờ, mình đang ở California. Dạ. À, cái thứ nhất em muốn chia sẻ với mọi người trong lớp là từ ngày em vào cái lớp học mà biết ơn, lòng biết ơn cấp độ 3 đó, phải nói là cái thứ nhất là em biết ơn người người giới thiệu em vào cái lớp này. Và sau đó đó là Tuệ Bình, là Hương, là bạn của em. Và cái thứ nhì là em rất là biết ơn cô Nguyên Phụng là đem một cái tấm lòng là chân thiện mỹ và có một cái tấm lòng rất là, phải nói là dĩ nhiên rồi, có thực mới giúp được đạo, nhưng mà mình cũng ít nhất mình giúp được cho rất là nhiều người có cái tấm lòng an. Thì cũng như Đức Phật của chúng ta có dạy là khi mà tâm an thì tất cả là vạn sự an. Tại vì cái thế giới vô hình nó tạo nên cái thế giới có hình. Thế giới hữu hình là cái thế giới chúng ta đang ở, và cái thế giới vô hình là cái tâm linh của chúng ta đó, cái linh, cái tâm thức của chúng ta. Cho nên khi mà tâm thức của chúng ta an thì tất cả ở ngoài nó đều an. Thì từ ngày mà em thực hành cái lớp này á, thì nói chung thì em rất là sung sướng, chẳng có đi làm gì hết. Ở Mỹ bao nhiêu năm rồi nhưng mà không có đi làm, chồng nuôi không à, ở nhà chỉ có giữ tiền cho chồng thôi. Nhưng mà cái lúc mà em họ thực là hiện cái lòng biết ơn á, thì cái nhà của em ở đằng sau, cái tự nhiên cái phía hàng rào ở ngoài á là một cái section á, là như vậy á, là người ta làm một section là khoảng 1 mét thôi á, là chạc 500 đô để mà sửa lại cái fan đó. Thì cái người hàng xóm đưa cho em cái số điện thoại của người đó, nhưng mà tự nhiên tình cờ có cái anh đó, ảnh ảnh làm vườn cho em á, thì em nói ảnh bây giờ anh có biết ai quen ai sửa giùm em cái fan này, thì thế là ảnh sửa cho em mà không có lấy một đồng. Giống như là có thể là cái lòng biết ơn của mình là mình được cái hưởng cái đó, là tính ra cũng là cái giá 500 đô rồi, tiền Việt cũng là 11 triệu rồi, 11 12 triệu rồi. Và từ khi mà thực hiện cái lòng biết ơn thì tự nhiên con ở nhà, hai đứa con rất là ngoan, nó ngoan ơi là ngoan, mà nó nghe lời mẹ vô cùng luôn, cảm thấy nó respect mình, nó rất là tôn trọng mình. Và chồng cũng vậy, chồng hả, làm việc cho mình giống như là người ở vậy đó. Trời đất ơi, vừa vừa đi làm sáng là 6 giờ đã bắt mắt dậy đi làm, tối rồi về trễ và phải nấu ăn cho mình ăn nữa. Tại vì hiện tại em học rất là nhiều, học không có đụng gì, nhiều khi hả điện về hỏi em có gì ăn chưa để anh đi mua đồ về cho em ăn. Còn như mấy cái mà ngày weekend đó là thôi nấu ăn là rất là tuyệt vời luôn cô Phụng. Phải nói là muốn muốn chia sẻ với mọi người ở trong lớp của mình cái lòng biết ơn này như thế nào, thì mình phải biết ơn tận cái tâm của mình, giống như khi mình rửa chân cho mẹ vậy. Rửa chân là cái lòng của mình thật sự mình yêu thương mẹ, mình biết ơn mẹ mình đã sanh ra mình, nhờ có mẹ mà mới có mình. Thì cái lòng biết ơn nó mới tỏ ra, cái năng lượng mới tỏ ra, thì mình mới được những cái sự may mắn nó đến với mình. Thì cái lòng biết ơn này cũng vậy, mình biết ơn như cô Phụng cũng đã nói rồi, không cần biết bạn làm biết ơn bao nhiêu cái, nhưng mà cái cảm xúc của bạn nó như thế nào, biết ơn cái đó, cảm xúc của bạn như thế nào thì nó mới tác dụng đến mình. Đó là như vậy. Thì từ ngày mình làm lòng biết ơn, oh my god, lúc mà ba cấp độ 3 rất là tuyệt vời luôn. Hồi trước mình học cái lớp kia mình tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà hình như là nó chuyển đổi, nhưng mà nó không có chuyển đổi sâu sắc như cái lớp học này. Cho nên mình phải nói là rất là, hôm nay là trễ hơn một ngày của nhà giáo Việt Nam rồi. Mình cô Phụng dù sao cũng là một cái người cô giáo, mặc dù là còn rất trẻ nhưng mà cũng là một người thầy đã hướng dẫn cho tất cả mọi người biết được cái lòng biết ơn này đến với chúng ta, để chúng ta có được một cuộc sống bình an. Mặc dù mình có tiền bao nhiêu nhưng mà tâm mình không an thì mình cũng bấn loạn thôi. Cho nên phải rất là biết ơn cô Phụng là đã cho mọi mọi người cái lớp học free này, rất là giá trị luôn. Biết ơn cô và mình xin hết.